có với chúng ta là năm chủ nhân may mắn đã giành được giải khuyến khích của chúng ta, đó là năm chiếc lọ vì sống sót 25 lít. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời bà Nguyễn Trần Khánh Vân, giám đốc công ty, sẽ lên trao những phần quà năm giải chính thức cho năm vị khách mời đã giành được những giải thưởng của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Trần Khánh Vân, phó giám đốc công ty. Một lần nữa trân trọng kính mời bà Nguyễn Trần Khánh Vân, phó giám đốc công ty, xin lên trao năm giải khuyến khích là năm chiếc lò vi sóng sáp 25 lít. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với ba giải ba là ba chiếc nồi chiên không dầu Philips 6 lít 2. Dạ, một lần nữa xin được chúc mừng năm người may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Chúc mừng các anh chị rất nhiều. Và xin quý vị có thể dành một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng cho năm chủ nhân may mắn, năm khách mời đặc biệt đã giành được năm giải khuyến khích của chúng ta. Dạ, và xin được chúc mừng các chị, và sẽ cùng nhau chụp chung một tấm hình lưu niệm. Dạ, chúc mừng và mời các vị trở về chương trình của mình để tiếp tục với thiệt nghiệm hôm nay. Xin mời các khách mời của chúng ta. Và xin mời các cầu quay trở lại sân khấu ạ. Và xin mời tất cả quý vị một lần nữa, chúng ta sẽ cùng kiểm tra những mã số của tất cả quý vị khách mời đã cùng đến tham dự chương trình của chúng ta. Với ba giải ba, mỗi giải thưởng của chúng ta là một nồi chiên không dầu Philips 6 lít 2. Và xin mời tất cả quý vị, chúng ta một lần nữa sẽ cùng lấy những mã số của mình và kiểm tra thật kỹ với vòng quay đầu tiên của giải ba. Và xin chúc mừng các bạn có mã số là 538. Thưa quý vị, 538 có số may mắn của giải nồi chiên không dầu Philips 6 lít 2 đầu tiên. 538 lần thứ hai, quý vị nào đã có mã số trùng khớp chúng ta đưa tay lên cao nào quý vị ạ. Có luôn ạ. Dạ xin mời. Yeah, xin được chúc mừng. Wow. Và tiếp tục vòng quay thứ hai của giải ba của chúng ta. Xin mời ạ. Dạ, xin được chúc mừng anh. Và xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra những mã số của mình với mã số tiếp theo của chúng tôi. 0666066 ạ. Thưa quý vị, 066 con số may mắn tiếp theo sẽ thuộc về ai đây ạ? 066 hiện có đang có mặt trong buổi tiệc này không quý vị ơi? 066, quý vị kiểm tra giúp cho chương trình ai có mã số 066 chúng ta duy trì lên sân khấu để nhận quà từ chương trình ạ. 066 có không ạ? 066 lần thứ nhất. 066 lần thứ hai. Và 066 lần thứ ba. Tiếp tục vào quầy thứ hai của chúng ta. Đây là ba giải ba. Xin mời tất cả quý vị, một lần nữa chúng ta cùng kiểm tra thật kỹ và đưa tay thật nhanh khi mà tất cả những con số đã trùng khớp nha. Xin được chúc mừng quý vị có mã số là 282. 282 lần thứ nhất. 282 lần thứ hai. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng kiểm tra con số may mắn của mình ạ. Dạ có rồi. Dạ xin được chúc mừng chị 282. Dạ xin được chúc mừng. Và vòng quay cùng thứ ba, giải ba của chúng ta. Và xin mời quý vị chúng ta cùng kiểm tra mã số của mình. Xin được chúc mừng các bạn có mã số là 599. 599 ai ạ? Đưa tay lên cao nào quý vị ạ. Dạ xin chúc mừng cô, đó một cánh tay và một cười rất là rạng rỡ. Xin mời cô sẽ di chuyển lên sân khấu của chúng ta. Dạ và xin được trân trọng kính mời ông Phan Anh Nguyên, phó giám đốc công ty, sẽ lên sân khấu để tặng ba chiếc nồi chiên không dầu Philips 6 lít 2 cho ba vị may mắn tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay ạ. Và trên sân khấu chúng ta đã thấy được ba khách mời may mắn đã nhận được ba giải ba của chúng ta. Chúng ta có hai giải nhì, mỗi giải là một chỉ vàng 49 S
SGC. Nếu như vị khách nào đã có mặt trong buổi tiệc này mà chưa nhận giải thì đừng vội vàng bỏ đi những lát thăm may mắn của mình nha quý vị nha. Bởi vì những giải thưởng giá trị ở đằng sau đang chờ tất cả chúng ta. Tôi xin được chúc mừng và cảm ơn tất cả các mời đã giành được giải Phan của chúng ta, và xin được cảm ơn ông Phan Anh Nguyên, Phó Giám đốc công ty đã trao giải Phan cho tất cả những vị khách may mắn của chúng ta. Và bây giờ xin mời đội ngũ các con gái của chúng ta sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị hai giải nhì, một giải vàng 9-4-9 SGC. Giải nhì quý vị ạ, hai giải nhì xin mời tất cả quý vị cùng kiểm tra. Xin được. Thưa quý vị, một chỉ vàng của sự chiếm SCC. Có ai muốn nhận vàng trong ngày hôm nay không ạ? Xin được, chúc mừng. Khách hàng của chúng ta, khách mời chúng ta có mã số là 3. 1, 3. 3, 1, 3, xin mời anh ạ. Dạ Thủy đã nghe tiếng ơi ở phía đằng xa là xin đi chúc mừng anh áo trắng ạ. Xin mời Ngọc Thủy sẽ kiểm tra thật chính xác, xem có trùng khớp với những con số mà đội ngũ lễ hội của chúng ta đã quay hay không. Và bây giờ là giải nhì thứ hai, một chỉ vàng 4-9 ạ. Chúng ta còn một chỉ vàng 4-9 nữa thôi. Quý vị ơi, hãy xem kỹ con số trên tay mình nha. Nào, xin mời tất cả quý vị kiểm tra, đây là một chỉ vàng 4-9 ạ. Con số may mắn tiếp theo chính là số, xin được chúc mừng. Các bạn có mã số là 306. 306. 306 ạ. Thưa quý vị, con số 306 vừa xứng lên thì tự nghe một tiếng la rất là to từ phía dưới các phòng. Không biết là chủ nhân của con số 306 này đang có mặt ở dưới không ạ? Có không ạ? 306 đã có rồi, có rồi. 306 lần thứ hai. Dạ có rồi. 306 lần thứ ba. Chạy nhanh lên anh ơi, chạy nhanh lên. Dạ, trời ơi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ thì Ngọc Thủy sẽ kiểm tra xem hai chỉ vàng có phải là... Em đã kêu đến 306 lần thứ 3 rồi. Là có nghĩa là nếu như mà không lên sân khấu thì cái giải thưởng nó thuộc về em. Dạ, nãy em kêu lần thứ 3, anh vẫn chưa lên sân khấu. Đúng rồi, cái gì đi? Bên này chậu. Dạ, xin mời anh di chuyển ra phía trước ạ. Dạ đây. Đúng rồi, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Tê Sạc A Sinh, Phó Giám đốc công ty sẽ lên trao hai giải nhì dành cho hai khách mời đặc biệt may mắn của chúng ta. Mỗi giải thưởng là một chỉ vàng 4-9 SGC. Thưa quý vị, và giải tiếp theo đó chính là giải nhất. Giải nhất của chúng ta có một giải nhất, đó chính là một chiếc máy lạnh Electrolux Inverter 8kg. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng hai vị khách may mắn với hai giải nhì ngày hôm nay. Còn xin được cảm ơn ông Sean Asin, Phó Giám đốc công ty. Vâng, và kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời tất cả quý vị sẽ lấy những mã số mình ra để chúng ta cùng đến với giải nhất. Chỉ duy nhất có một giải nhất thôi, là máy lạnh Electrolux Inverter 8kg thuộc về chủ nhân của chúng ta. Thưa quý vị, một chiếc máy giặt Electrolux Inverter 8kg, một chiếc máy giặt duy nhất và một giải nhất duy nhất. Chúng ta hãy cùng xem kỹ con số may mắn mà mình đang cầm trên tay quý vị nhé. Xin mời ạ. Vâng, xin được chúc mừng, kính mời của chúng ta có mã số là 2, 7 và số mấy ạ? Ai có 27 rồi ạ? Chúng ta có 3 con số là 2, 7 và... Quý vị ơi, cho Thủy hỏi là quý vị đang cầm trong tay lá phiếu của mình có hai số đầu tiên là 2, 7 giơ tay lên có được không ạ? 2, 7 giơ tay lên có được không ạ? Và dạ, trời ơi, anh là 2, 7 hả? Dạ, anh đúng là số cuối cùng là số mấy anh ơi? Số 5. Anh đúng là số cuối cùng là số 5. Phải không anh? Anh có thể nào coi lại kỹ giùm em con số của anh có nghĩa là 275 đúng không anh? Dạ tạm biệt anh. Dạ thưa quý vị, con số cuối cùng của chúng ta là 279. 279, chúc mừng. Chúc mừng của chúng ta nào ạ? Dạ xin được tạm biệt anh 275 và xin chúc mừng anh
Và chủ nhân của 2,9 đầu chúng ta cùng khẩn trương lên để cùng đến với giải nhất là một chiếc mỹ nhật. Dạ. Trời lút ạ. 2,7,9 lần thứ nhất. 2,7,9 lần thứ hai. 2,7,9 lần thứ ba. Xin mời cậu thầy kiểm tra ạ. Dạ chắc chắn là đúng là dạ, xin mời anh đứng ra giữa sân khấu ạ. Vâng, và xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Trần Khánh Vân, phó giám đốc công ty sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để trao tặng giải nhất cho vị khách mời đặc biệt may mắn của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời bà. Và ngày hôm nay chúng ta đến đây không chỉ là được xem văn nghệ, được thưởng thức những bữa tiệc ngon, được gặp gỡ đồng nghiệp công ty rất là vui và còn được nhận quà rất là ý nghĩa nữa thưa quý vị. Đây thật sự là những tình cảm rất là tuyệt vời mà công ty đã dành tặng cho cán bộ công nhân viên của mình vì suốt 20 năm cống hiến và hoạt động không ngừng để mà phát triển công ty kinh doanh trở thành gì thưa quý vị. Xin được cảm ơn chị Vân và xin được chúc mừng bạn. Và kính thưa quý vị, và bây giờ là giải thưởng đặc biệt và giá trị nhất trong buổi tối ngày hôm nay sẽ thuộc về quý vị nào đây? Và một lần nữa xin mời tất cả quý vị sẽ cùng kiểm tra thật kỹ với giải đặc biệt của chúng ta. Chỉ duy nhất có một giải, đó là máy lạnh Daikin Inverter 1.5HP. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với giải thưởng đặc biệt của chúng ta. Thưa quý vị, giải thưởng đặc biệt máy lạnh Daikin Inverter 1.5HP sẽ thuộc về chủ nhân của con số. Cái số. Đúng rồi. Số mấy hả? Số 6. 3. Còn một con số nữa. 63. Có mã số là 633 ạ. Wow, quá là tuyệt vời. Em xin được cảm ơn sự nhiệt liệt ủng hộ của anh. Anh đã giơ cao tay và đứng lên hùng rất là to 633. Xin được chúc mừng anh. Và xin được trân trọng kính mời ông Phan Thành Tân, bí thư đảng ủy, giám đốc công ty xin lên tặng phần quà cho team này. Con số này ngày hôm nay rất là may mắn đối với anh. Xin mời anh ra giữa sân khấu ạ. Sân khấu một chút xíu được không ạ? Xin mời anh có thể nắm lại sân khấu một chút xíu bởi vì đây là chủ nhân đặc biệt, giành giải đặc biệt của chúng ta, cho nên là cho phép Nhật Tiến có thể là giao lưu chút xíu thì cái cảm giác của anh có vui mừng hay như thế nào để chúng ta có thể cảm nhận được khi mình là người may mắn nhất giành giải đặc biệt ngày hôm nay. Anh có thể chia sẻ vài lời được không ạ? Dạ, thì hôm nay là cũng rất là vinh dự được tham gia cái buổi tiệc nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập của công ty quản lý Chợ Bình Điền. Thì hôm nay là một ngày vinh dự, thì vừa được mời vừa được ăn tiệc và được trúng giải thì rất là vui và rất hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn anh và xin quý vị dành một tràng tay cho chủ nhân giải đặc biệt của chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay quả thật là một ngày rất là ý nghĩa đối với tập thể cán bộ công nhân viên của công ty quản lý kinh doanh Chợ Bình Điền. Ngọc Thủy và La Nhật Tiến xin được thay mặt ban tổ chức chương trình kính gửi đến toàn thể quý vị. Chúc quý vị sẽ luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và có một bữa tiệc thật ngon miệng và ấm áp, cũng như là chúc cho công ty quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền sẽ luôn phát triển, trường tồn và bền vững. Và một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể quý vị và chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc và xin mời tất cả quý vị sẽ cùng nâng những ly bia để chúng ta cùng chúc mừng sự kiện ngày hôm nay và xin được mến kính chúc cho toàn thể ban lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ nhân viên của công ty Chợ Bình Điền luôn tràn đầy sức khỏe, công ty sẽ ngày càng bay cao và bay xa hơn nữa. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị.